Mua hàng online dù tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Và phổ biến nhất có lẽ là ảnh quảng cáo một đằng, sản phẩm nhận về một nẻo. Bất kể mặt hàng gì, từ quần áo, giày dép cho tới đồ ăn, thức uống, đều có thể bị như vậy. Mới đây, một Facebook có tên L chia sẻ tình huống tương tự mình gặp phải lên rao chuyên review đồ ăn nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Ảnh chụp màn hình. Theo đó, bạn trẻ L này bị hấp dẫn bởi ảnh quảng cáo đồ ăn vặt cao cấp tại cửa hàng Bơ Hà Nội. Thêm vào đó, combo đồ ăn vặt này lại đang được giảm giá 30%, giá chỉ còn 110k nên L thích và nhất ngay không đắn đo gì nhiều. Ảnh quảng cáo của cửa hàng Bơ Thế Giới đồ ăn vặt trên trang vận chuyển đồ ăn online. Thế nhưng khi mở được hộp đồ ăn thì bạn trẻ này thấy thất vọng vì thực tế khác hoàn toàn so với quảng cáo. Ngoài hình thức không bắt mắt như màu sắc nhợt nhạt, hình thù kém hấp dẫn thì chất lượng cũng khá tệ. Đồ ăn bị thiếu nên rất ít, dị thì nhạt. Giờ, L bức xúc tuyên bố cạc mặt cửa hàng này và đăng đàn nhằm cảnh báo những ai có ý định mua ở cửa hàng Bơ như mình. Đây là thực tế hộp đồ ăn trị giá 110k mà giờ L nhận được. Sau khi nghe xong toàn bộ sự tình, một số người cũng phải sửng sốt vì combo đồ ăn vặt cao cấp này không khác gì mấy xiên qua 2K ngoài cổng trường, nhìn giống xiên 2K hay ăn vậy ta. 110K chắc ăn bước dí lắm, thế mới bảo không tin vào quảng cáo, y chang xiên que 2K ngoài cổng trường luôn. Bên cạnh đó, một vài thành viên cũng lên tiếng bênh vực cửa hàng đồ ăn vặt kia và cho hay. Ảnh màu khác thôi chứ thực ra kia không phải mấy cái viên 2K rẻ tiền đâu. Nhưng mà mấy cái viên này thuộc dạng viên thả lỗ đắt phết đấy. Như cái tàu hũ phô mai dung kia mua gói cũng 55k được có 10 miếng thôi. Nó khác loại viên xiên cổng trường 2K chứ nhỉ. Cái viên da cam là viên thả lỗ hình như 135k không, 5kg. Lão chồng mình nghiện cái đấy suốt ngày đòi mua về ăn. Thế nhưng, đáng chú ý là đa phần dân mạng lại không đánh giá về chất lượng của sản phẩm mà lên lớp khổ chủ. Và lý do thì hơi hài hước, không dùng đích thật, hay làm màu, tỏ vẻ sang chảnh, đi ra di quán này nhưng cố tình dìm hàng quán khác. Lúc nào cũng ra di toàn đồ trên nợ, nhưng toàn chờ lúc nới giảm giá xong chê. Chả bao giờ thấy dám ung giá phải trả thực tế trên ngát đó đòi phốt. Xin phép cười cái, yêu có tiền cơ mà. Chủ tớ làm gì mà các cậu chửi ghê thế? Có drama gì à? Nếu như các bạn tự quải quyền thoại giờ, L là ai hãy gõ từ khóa tên bạn này trong nhóm. Ung cái gì cũng phải thêm câu hạ thấp hẳn trà sữa tờ. Cơ xuống, ảnh thì toàn lấy trên mạng, đọc bài ra gì nào so sánh cũng thấy chối tai. Lại là bạn này à? À cái đứa khen gờ. Cờ ở mọi nẻo đường và bài nào cũng đi diệm tờ. Cờ đây à. Không đọc comment mình không biết luôn, đọc cái bài đá với cả không đá chối tay không chịu được. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, dân mạng vẫn đang bình luận rôm rã ở bài đăng này của L.